Kính thưa quý vị khán giả, đau thần kinh liên sườn là tình trạng sức khỏe mà nhiều người gặp phải và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để được tư vấn rõ hơn về căn bệnh này quý vị nha. Dạ, xin chào bác sĩ. Xin chào MC Thu Thảo và các bạn khán giả của chương trình Nắng và Mưa. Dạ thưa bác sĩ, triệu chứng của đau thần kinh liên sườn là gì ạ? Dây thần kinh liên sườn nó xuất phát từ cột sống ngực. Nó đi theo bờ dưới của các xương sườn tương ứng để đến về phía trước, ngực và bụng. Thì triệu chứng chính của đau dây thần kinh liên sườn là tức ngực đau vùng mạng sườn lan theo các khoảng gian sườn và ra phía sau cột sống. Dạ thưa bác sĩ, thì nguyên nhân nào dẫn đến việc chúng ta bị đau thần kinh liên sườn ạ? Đau thần kinh liên sườn có rất nhiều nguyên nhân. Thì trong đó nguyên nhân chính đó chính là thoái hóa cột sống ngực, thường gặp ở những bệnh nhân mà lớn tuổi mang vác vật nặng. Ngoài ra cũng có thể là do lao cột sống, ung thư cột sống. Dạ thưa bác sĩ, với căn bệnh này nếu chúng ta không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời thì sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nào ạ? Phần lớn những bệnh nhân đau dây thần kinh liên sườn sẽ không có những vấn đề gì đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên đau dây thần kinh liên sườn có thể làm cho bệnh nhân đau nhiều và gây khó thở, mất ngủ, hạn chế vận động, hạn chế làm việc hay sinh hoạt, làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân đau dây thần kinh liên sườn do các bệnh lý khác như là lao cuộc sống, ung thư cuộc sống, đái tháo đường, chính những biến chứng của những các bệnh lý đó sẽ làm cho bệnh nhân gặp nguy hiểm. Để tránh đau dây thần kinh liên sườn thì chúng ta cũng cần phải là sinh hoạt điều độ, giữ chế độ dinh dưỡng hợp lý, nâng cao thể trạng. Thứ hai là làm việc phải đúng tư thế, tránh mang vác vật nặng. Và điều quan trọng nhất là khi có triệu chứng của đau dây thần kinh liên sườn là cần phải sớm đến khám tại các cơ sở y tế. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai cũng trên kênh VTV9.